con nói mẹ đừng buồn. Khi mà con bé Hà này nó chưa có xuất hiện á, thì cái mối quan hệ giữa Quang với Ngọc đâu có tiến triển gì đâu. Điều này có nghĩa là giữa họ không có cái kết quả gì hết á. Rồi bây giờ thằng Quang nó lại mê mẩn con bé Hà, nó càng xa lánh Ngọc, mà mẹ cứ nói vô vậy á, không chừng Quang nó ghét Ngọc hơn á. Nhưng mà dù sao mẹ cũng đã hứa là chỉ chấp nhận một mình con Ngọc là dâu nhà mình thôi. Hay là bây giờ á, mẹ cứ thử nói chuyện với Ngọc đi. Nếu mà Ngọc vẫn có ý muốn đến với Quang á, thì mình chỉ còn có một cách là lùi một bước, chờ cho Quang với con bé Hà nó trở mặt với nhau, lúc đó mình tiến tới mới có hy vọng. Dạ thưa mẹ, con mới về. Ủa sao về trễ vậy con? Chị có công ty. Mẹ ăn tối chưa? À chưa. Nè con ngồi đi. Dạ. Chuyện của công ty làm sao rồi? Không có Quang cũng khó giải quyết lắm mà. Con cũng đang cố gắng hết sức ổn định tình hình để chờ Quang quay lại. Cũng tại con Hà mà thằng Quang sao lãng công việc như vậy. Không biết phải làm sao thì thằng Quang nó mới trở lại như trước đây nữa. Mẹ, dù sao thằng Ken nó cũng là cháu nội của mẹ. Hay là mình cứ để cô ta về làm dâu nhà mình. Con nói gì là sao? Để nó về làm dâu nhà mình. Con nói mẹ nghe nè, bây giờ mẹ muốn giành cháu nội đúng chưa? Thì ít nhất mẹ phải tìm được cô ta. Tìm được cô ta rồi thì lúc đó cô ta mới giao thằng Ken ra. Với lại để cô ta sống ở nhà mình, mẹ dễ kiểm soát hơn. Còn hơn là bây giờ cô ta ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Nhưng mà nếu làm như vậy thì đúng ý nó quá rồi. Lỡ nó bước chân vô nhà mình được nước lấn tới thì phải làm sao? Không có đâu mẹ. Đã về làm dâu thì phải nghe lời mẹ chồng. Tới lúc đó mẹ muốn đối xử với cô ta sao cũng được. Ý của con là khi mà về sống chung với nhau rồi á, thì mới lòi ra thói hư tật xấu của nhau. Chỉ cần Hàng Quang thấy được con bé này không phải là người tốt thì cũng sẽ chán thôi. Không có cái gì mà giết tình yêu nhanh chóng bằng hôn nhân đâu mẹ. Con nói cũng có lý. Đợi đến lúc Quang với Hà ly hôn rồi á, thì mẹ giành quyền nuôi thằng Ken vẫn tốt hơn là bây giờ mình không có danh phận gì hết. Nhưng còn con Ngọc thì sao? Làm như vậy thì thiệt thòi cho nó quá. Con nói mẹ đừng buồn. Khi mà con bé Hà này nó chưa có xuất hiện á, thì cái mối quan hệ giữa Quang với Ngọc đâu có tiến triển gì đâu. Điều này có nghĩa là giữa họ không có cái kết quả gì hết á. Rồi bây giờ thằng Quang nó lại mê mẩn con bé Hà, nó càng xa lánh Ngọc, mà mẹ cứ nói vô vậy á, không chừng Quang nó ghét Ngọc hơn á. Nhưng mà dù sao mẹ cũng đã hứa là chỉ chấp nhận một mình con Ngọc là dâu nhà mình thôi. Hay là bây giờ á, mẹ cứ thử nói chuyện với Ngọc đi. Nếu mà Ngọc vẫn có ý muốn đến với Quang á, thì mình chỉ còn có một cách là lùi một bước, chờ cho Quang với con bé Hà nó trở mặt với nhau, lúc đó mình tiến tới mới có hy vọng. Con nói cũng đúng. Mẹ sẽ suy nghĩ thêm. Dạ. Anh về rồi hả? À, hôm nay Quang nó sao rồi ạ? À, anh nghe mẹ nói là hồi chiều này chụp hình kiểm tra, bác sĩ nói không sao, chỉ cần theo dõi mấy bữa là được. Mẹ về rồi, tối nay Quyên vô thay ca. Làm em lo muốn chết luôn à. Nghe anh nói như vậy thì em cũng yên tâm rồi. Thôi để có gì sáng mai em vô thế ca cho ông bé Quyên. À, anh. Gì? Mẹ có nói gì về chuyện của cô Hà không? Em sao vậy? Đừng có nói với anh là bây giờ em đổi ý chuyển qua ủng hộ hai đứa nó nha. Em cũng không có ưa gì cô Hà đó hết á. Nhưng mà thấy thằng Quang nó đau khổ như vậy, em làm chị em thấy xót lắm. Nè thằng Quang vậy, giờ mẹ có muốn nói nặng cũng không nở nữa. Hai bên đang án bình bất động, chờ coi bên nào thua cuộc trước. Đúng là cô ta không có đơn giản chút nào. Em đã nhìn lầm sức ảnh hưởng của cô ta tới thằng Quang rồi. Anh đã nói với em rồi, em với mẹ suy nghĩ đơn giản quá à, bây giờ trở thành một mớ hỗn độn, giải quyết kiểu gì cũng dở ẹp. Chứ ai có ngờ một người lạnh lùng giống như thằng Quang
tới lúc khi yêu rồi á, dướng vô lưới tình mù quáng tới như vậy đâu. Hay quá ha. Nó nghe nè nha, mai mốt á, người ta hạnh phúc rồi đó ha, coi chừng đâm ra ghét hai vợ chồng mình đó nha. Nó dám làm như vậy hả? Thôi mà em, chuyện này anh thấy bây giờ chỉ có mẹ mới quyết định được thôi. Hai vợ chồng mình đừng nên can thiệp nữa.